I play a role. Con yêu ở dưới. Rồi, chú xin chào anh em. Mắc mưa qua rồi. Nói chung là nhai mũi thôi nha. Nhai mũi nãy giờ luôn. Bữa nay chú Quýnh cũng có sông lớn luôn. Bữa nay canh con nước lớn lên. Canh con nước lớn nó cao lên cả nhà. Rồi chú Quýnh. Quýnh thường chọn sông lớn. Quýnh thì đa số cá nó bự nha. Đó. Quyên nhánh sông chú rước chú quay cả nhà xem á. Đi mắc mưa rất cảm bệnh cả nhà ơi. Nhảy mũi nãy giờ nhảy quá trời đeo quá đất rồi. Gặp cũng càng ngẹt mũi nó. Nó quyên cái vạt chú mới quay qua là cái sông lớn cả nhà. Giờ chú có móc lỗ luôn. Móc lẩu bắt đầu chiến đấu. Hy vọng là bữa nay kiếm một hai con thắt lát bự bự. Một chuyến câu của mình yêu cầu chừng cỡ 2-3 con là có cảm giác. Thật sự nhiều cá ngoài thiên nhiên cũng hiếm lắm chứ không phải là nhiều. Nên mà muốn mà thắt lát mà bàn tay mà kiếm cỡ 2-3 con là còn nhỏ nhỏ nữa thì cũng được đó nha. Rồi, cả nhà sẽ đón video cho hôm nay nha. Mấy anh em yêu mến cứ đăng ký kênh nhắn chung để nhận được những video chung trải nghiệm gửi cho cả nhà xem. Đây, quyên cánh diện đồng này. Đó, quýnh quyên dạt sông lớn luôn. Rồi bắt đầu chung chuyện kéo ra chung chiến đấu. Vừa qua vừa tới mà là nắng nổ ráy. Quýnh chỗ này nhờ nước sâu cả nhà, cả mét nước quýnh cũng đỡ chứ không chết luôn. Quá đã, có hàng là được à. Con gì ta? Trời ơi, chung dần coi nó nha em ơi. Đâu rồi? Bự lắm. Để chúng đem vô trong nhà. Ôi ôi, chà bá luôn. Trên đọt dướng gì vậy ta? Trời ơi, giờ lấy không được trời. Từ từ, chị lấy cái xong tính. Trời ơi, cả nhà. Đường cá khủng khiếp. Rồi nó quằn ở chung. Tại vì dướng cái cà na trên đầu chung đó nha. Nhìn nè. Nghĩ cỡ này thứ gì chịu nổi. Gặp nước sâu nữa. Sướng gì đâu mà sướng. Quá đã nè em ơi. Quá sướng à. Đã quá đã. Phê. Làm chừng chục con vậy đi. Sướng trời đất. Nhịp xoay đầu trời ơi. Trời, xoay đầu đẹp quá, đẹp chung giật được ta kỳ vậy ta. Còn bựng tim nữa cơ. Nó gì đây? Trời ơi, hèn chi. Cái trước bựng tim. Bựng tim lên hơn bắt không được. Thằng lát nha anh em. Tính đâu mà chạy với mình vừa thả xuống lấy lên liền cả nhà. Quá đã, trời ơi sướng. Nước sâu quýnh trời ơi đã quá. Phê. Gì đây? Trời ơi trời. Sao mà tham gia nữa ông ơi ông, cái chơi Nhật. Chi không biết nữa.
xuống nằm sát đáy cái lụm liền. Rồi cũng được nè. Rồi cỡ này là im lắm rồi. Câu mà cứ dướng dướng đọt trên đầu mình khó lấy kìa. Đây. Quá sướng à. Nắng nắng quýnh nằm sát đáy im hơn. Vừa thả xuống nhịp nhịp hai ba cái ngưng luôn à. Trời ơi xảy anh em ơi. Một cái cặp luôn uổng thiệt. Trời ơi bận tim lên kìa. Mới vô câu được vài phát là bỏ chạy liền cả nhà ơi. Mùa này là vậy á. Nắng thì nắng dữ lắm mà chừng mưa mưa cũng dữ nha. Đó. Đắng rồi nè. Đâu phải đi đam mê làm clip và thuận lợi đâu. Trời ơi. Mùa này mê thì đi. Cái nắng dữ nắng á. Rồi mưa cũng dữ mưa. Để coi tạnh mưa thì chung chơi tiếp đó nha. Còn giờ đành chịu rồi. Chạy không kịp thì ổng luôn. Trời ơi, mới mưa xong mưa chưa đã sao gầm nữa. Chịu chứng nó chưa. Ôi, nó tim tim cỡ đó là lợi phải lấy chứ. Mới mưa xong mà gầm gầm gầm. Trời ơi đừng có mưa nữa ông ơi. Để con làm vài cái clip cho anh em họ xem giải trí. Đó cả nhà. Quá sướng rồi. Lúng luôn. Lúng luôn. Trời 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 trời. Trời trời. Gì đây? Ôi ui. Hugo nữa. Tầm cỡ này mới đã nè. Được rồi, hẹn này được rồi. Còn bự hơn nó càng tốt. Quá sướng anh em, trời ơi. Chúng sợ nó nẹt cái tay hay chứ gì. Trời ơi má ơi, cái lắp táp sát bên tao thấy hết hồn. Quá đã anh em. Trời ơi, đã. Tạnh mưa xong mát cái ăn à. Đừng mưa nữa nha. Có tim à. Ráng quýnh sát đáy xuống coi lụm con Hugo rồi nữa không. Tạnh mưa rồi, ra ăn rỉ rả cũng được nha. Nó. Trời vừa nói, vừa nói tướng ơi, trời ơi, ui chưa, thấy chưa, trời ơi, nói cái tim phải, vậy được chưa bồ, ui nữa, chưa nữa, giờ tôi chịu dữ lắm rồi đó, dương cây rồi, kệ đi, từ tao kiếm, trời ơi, chung nói đúng không, quýnh sát đá nè, cái rô sông lớn là cỡ này là im lắm cả nhà, nhìn nè, thấy chưa, cái sông miên man luôn. Ôi ơi quá sướng à. Tạnh mưa rồi cũng im. Quá đã. Trời ơi ngon quá. Hết biết. Trời ơi chúng nói anh em nghe cái tim lên. Lên là mình quéo luôn á. Không biết con gì nhưng mà cứ tim đi. Thả xuống nằm phao dùm cái nha. Trời ơi chưa kịp nằm luôn. Nó. Ngang. Đi. Ô. Ê. Trời ơi. Bởi vậy. Không có. Hugo nữa. Trời ơi, bởi vậy phải nói luôn. Thấy cái tim quá, sức tim rồi, anh em ơi. Nó sướng lắm rồi, anh em ơi. Đây. Đó, trời. Con này là con bự hơn cái con vừa rồi nãy. Ôi da, trời dướng quá vậy. Ôi, cái rô này tròn rồi chứ. Ôi, thả là cái tim nó nhìn đã ghê. Ồ vậy mà nuốt ta đọc thiệt chứ mình quýnh cũng hay nằm cái phao miếng. Ôi quá đã nha ơi. Phơi quá. Bắt đầu mưa cám không biết chừng nào mưa lớn đây cả nha. Trời ơi trung trốn trung dừa tạnh ra. Làm được mấy em cái hôm mê. Trời nay đi quýnh là nó như vậy. Được không được thì vô trốn tiếp. Nó. Đi luôn. Chắc có lẽ là đi luôn á.
ơi, bởi vậy chúng quýt cái phao nào mà chúng nghe nó ve 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 anh em ơi. Rồi mưa nữa nhà đắng thiệt nè, bầu trời ở nhà thấy nè, đang thui luôn. Rồi mới vừa tạnh, mới vừa ra làm được có 5 chú rồi, mưa nữa rồi, tình hình rất là bất ổn luôn. Có khi nào mưa mưa về mà thả xuống trên đống một lắp không ta, cũng có thể xảy ra lắm nha anh em. Câu mà đâu biết nói trước chuyện gì. Nói chơi chứ rô ăn là mừng lắm. Mưa kiểu này biết cá nào dạng ra ăn cũng không hiểu luôn nha. Đi con gì đây, con gì đây trời ơi, ơi, ơi. Lên, lên 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 giùm. Ở chết ta, con gì ta, ồn cá chung thấy luôn mặt đó. Ôi ôi đã mà anh em, khuyến mãi trong nồi lông nữa, nhờ quyền trợ giúp cây dù chứ bằng không là xong phim luôn rồi. Trời ơi nó sướng lắm anh em ơi, mà nó mưa cũng giả ngoan lắm anh em ơi, đã quá đã. Bù lại bù lại, có mưa thì có cá nha, hên hên hên. Mưa mà chúng biết con gì luôn, mà lên tìm cỡ này nè, trời ơi cục kìa luôn. Trời ơi thả xuống đóng vô cái con lóc con trai cũng được nha, tới công chuyện luôn á. Trời ơi, trời ơi chìm liền ta, trời ơi chúng thả xuống nó chìm liền luôn trời, giật cái bựng tim lên nữa rồi. Không đem mắt lượt. Vừa thả xuống giật cũng chìm phạt xuống luôn. Nó đi đi đi. Ê trời hà rộ, con gì ở dưới ơi. Ơi trời ơi con trời, bà chủ ơi được quá sức cá trời rồi. Ở dưới cái dù khó lấy lắm anh em ơi. Trời ơi, trời ơi dưới cái dù dưỡng tè le hết luôn à. Để chúng kéo vô. Ô trời ơi, thôi giờ không có lắp mà có con này cũng được đi anh em ơi. Nè trời ơi hết sức rồi. Thôi gỗ chúng thấy thấy tim lại cái hết hồn quá nha. Trời ơi con lai bà ơi nó bự quá sức rồi, đã có thể thấy mưa ướt nhẹp luôn á nha, đã quá. Giờ là con lóc nó đủ vốn á, thắt lát rô rê có rồi, thêm con lóc nữa đi, chốt cũng có luôn rồi nha. Tìm lên con gì đây, quấn cái lỗ ké của mấy anh em chạy bỏ lại, mưa trốn dùng lì lì cái dù trong quấn không biết dính không, nên cái lỗ không đẹp lắm. Rồi chắc chung cũng xin kết thúc cả nhà ơi. Bữa nay chung giờ hai điểm, lúc trời nắng chung quýnh ở cái cũng sông lớn luôn mà chung quýnh đầu trên kia, cái chung trời mưa trong sông trú chung ra quýnh bên đây đó. Cả nhà thấy đi làm clip đâu phải sung sướng, dù máy quýnh nói chung là đam mê chứ cũng đắng cả nhà. Bữa nay tương đối cá nó cũng ngon mạnh, mưa nãy giờ sấm sét à bà mầm nữa, cái không ăn nữa. Chắc chung cũng phải kết thúc clip chứ giờ quýnh nữa không ăn gồng ở thiên bếp để đó. Đi quýnh mà với bộ ngâm vậy luôn chưa ăn nữa, để chung chắc mấy cá ra chung cho cả nhà xem. Nói chung là đi quýnh cả nhà, trời mà nắng trời mà dạng như êm xuôi á, êm xuôi nói chung là nắng vừa phải quýnh cũng êm lắm, còn mình mà đi về là quýnh không êm đi về, nhưng mà cá nó ngon nha.
để quay cận cảnh cho anh em xem, để làm cận cảnh cái cá bên đây cũng ngon cả nhà. Thác lát cũng chà bá luôn nè, rô cũng chà bá. Rồi giờ giờ nó còn đãi cho con ở trên, thấy chưa? Có mấy con mưa quá chung dẹp chung bún cũng chín mà chung không quay được đó. Rồi đó chứ mấy anh em xem rồi vui nha. Đi quýnh thì chủ yếu là chung giải trí, rồi chung có quay cho anh em xem giải trí. Rồi xin chào cả nhà, hẹn cả nhà ở clip sau. Giờ mưa cũng hết ăn rồi.